tặng bạn 100.000 USD để bạn và một người lạ khác dưới sống sót nơi hoang dã mà không mặc quần áo trong 21 ngày, không thức ăn không nước uống. Bạn có dám chấp nhận thử thách không? Nhân vật nam chính trong tập này là một chuyên gia sinh tồn hoang dã, tham gia nhiều chương trình sinh tồn. Có lần anh thách đấu một chọi một vs Stafford, anh ấy không thua. Anh chàng có tên là White, đối tác của anh là một người lính đặc biệt, Jenny. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng có thể biết sức mạnh của cô ấy rất phi thường. Lần này cô đến tham gia thử thách không vì lý do gì khác, chỉ muốn lấy đi 100.000 USD. Địa điểm mà hai người sắp thách đấu là dãy Himalaya hùng vĩ. Thời tiết ở đây thất thường và thường kèm theo mưa lớn. Họ cũng phải đối mặt với những con thú khó nắm bắt trong rừng. Người bình thường căn bản không thể sống sót qua 21 ngày. Chẳng mấy chốc hai người đã đến địa điểm quy định. Jenny rất hào hứng sau buổi gặp mặt. Cô ấy rất hài lòng với đối tác của mình. Người to lớn như vậy chắc phải rất có năng lực. White mang theo một chiếc rìu của tổ tiên. Chiếc rìu này đã đồng hành cùng anh trong các trận chiến trong nhiều năm. Bây giờ hai người họ đã lên được nửa ngọn núi rồi, nhưng họ vẫn phải hướng tới đỉnh núi. Họ cần tìm nơi có nước càng sớm càng tốt. Càng đến gần đỉnh núi, càng dễ bị thiếu oxy. Jenny bị say độ cao trong chuyến hành trình dài. Hai người chỉ có thể dừng lại và nghỉ ngơi. Jenny muốn White giúp đỡ cô ấy nhóm lửa. Cô thực sự không thể chịu được lạnh nữa. Nhưng White cảm thấy ưu tiên hàng đầu là xây dựng nơi trú ẩn. Nếu không sẽ rất tệ khi trời mưa. Bởi vì Jenny tâm trạng không được tốt, nên White chỉ có thể tùy tiện xây dựng một trại tạm. Bây giờ ngồi trong nơi trú ẩn, Jenny đã có ngọn lửa như mong muốn. Nhưng nhiệt độ ban đêm quá thấp, trong lán vẫn lạnh quá, gió lùa khắp nơi. Để duy trì nhiệt độ cơ thể, họ chỉ có thể sử dụng chiêu cuối của mình. Sau bình minh, cả hai tiếp tục khởi hành. Cả hai khát nước cả đêm, đi bộ suốt chặng đường lên núi. Mặc dù chưa nhìn thấy nguồn nước, nhưng họ tìm thấy một cái hang nhỏ giọt. Jenny nóng lòng muốn uống ngay, nhưng White cảm thấy nơi này không an toàn, tốt nhất nên đun sôi trước khi uống. Nhưng Jenny không thể quan tâm nhiều nữa, cô ấy giơ tay lên và uống rất nhiều nước. Ban đầu Jenny hơi thiếu oxy, bây giờ cô ấy lại uống nước bẩn, cả người lập tức trở nên mệt mỏi. Một người đàn ông và một người phụ nữ hợp tác để sinh tồn ở vùng hoang dã của dãy Himalaya. Jenny toàn thân ốm yếu vì uống nước không rõ nguồn gốc. Cô ấy yêu cầu đối tác của mình quay lại và xây dựng một nơi trú ẩn trước. White không còn cách nào khác, đành phải trở về trại trước. Anh chặt một số gốc cây và nâng cấp nơi trú ẩn. Khi anh ấy quay lại thăm Jenny, phát hiện tình trạng sức khỏe của Jenny ngày càng trầm trọng. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu nôn mửa. White nhìn thấy trong lòng có chút đau xót. Sau khi phơi nắng một lúc, Jenny cũng cảm thấy tốt hơn. Để uống nước sạch, White đào ra một vũng cát, mặc dù trông có vẻ lầy lội, nhưng may mắn là không có vi khuẩn, chỉ cần nằm xuống và uống một ngụm lớn, anh cũng không quên gọi Jenny đến để cùng nếm thử. Mặc dù vấn đề nguồn nước đã được giải quyết, nhưng họ chưa hề ăn một bữa nào kể từ khi đến đây. May mắn thay có nhiều cua nhỏ dưới sông, Jenny bắt cua rất chuyên nghiệp, nhưng những con cua nhỏ này chỉ có thể dùng làm đồ ăn nhẹ, vẫn còn hơi khó để ăn đủ. Vấn đề ngủ vào ban đêm cũng làm phiền họ. Họ run rẩy vì lạnh trong nhiều đêm, chiều cuối thông thường không còn đủ để chống lại cái lạnh, mỗi đêm họ phải dựa vào sự rung chuyển để thức đến bình minh. Lúc đầu, nơi trú ẩn do White xây dựng không hề giữ ấm cho cô chút nào. White cũng đã không hài lòng với cô từ lâu rồi, có thể nói Jenny không làm được gì cũng không sao. Trong thời gian này hai người chỉ lao động chân tay, protein chỉ thải ra chứ không vào. White chưa bao giờ phàn nàn, anh ấy chỉ muốn nhanh chóng vượt qua 21 ngày này, nhận tiền thưởng, vỗ mông rồi rời đi. Đến tối Jenny lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể ngày càng yếu đi. White nhìn thấy nó không khỏi cảm thấy đau lòng. Trời vừa sáng, anh ấy đã gọi điện cho đội y tế, bác sĩ cho biết Jenny đang bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nên Jenny phải rút lui khỏi cuộc thi và được điều trị. Nhưng Jenny bướng bỉnh vẫn từ chối. White cũng đến thuyết phục Jenny rằng sức khỏe quan trọng hơn. Nhưng Jenny có lòng tự trọng rất cao. Cô cảm thấy White đang xem thường chính mình. Còn 10 ngày nữa là kết thúc thử thách. Cô ấy không cam lòng phải ra về lúc này. Thử thách sinh tồn khỏa thân 21 ngày của White và Jenny vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, cả hai lại rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, không ai muốn nói chuyện với ai. White cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục như vậy được, là đối tác, cần phải giao tiếp kịp thời. Jenny càng tức giận hơn khi nghe điều này. Cô cảm thấy White luôn ở bên cằn nhằn. White cũng tức giận, anh ấy cảm thấy rằng từ khi bắt đầu thử thách đến nay, về cơ bản tất cả công việc đều do anh thực hiện. Jenny rõ ràng đang tự tìm cái khó khăn. Những lời này trực tiếp khiến Jenny xuyên thủng hàng phòng ngự của cô. Cô cũng hiểu rằng mình thực sự đang kìm hãm mình. Vào ban đêm, Jenny đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến White. Cặp đôi cuối cùng đã hòa giải. Sau khi hòa giải, cả hai tiếp tục hoàn thiện nơi ở. Jenny còn dựng lều bếp và cuối cùng biến nó thành biệt thự. Người không biết tưởng lại đi hưởng tuần trăng mật. Nam nữ cùng nhau làm việc sẽ không thấy mệt mỏi. Bây giờ họ không còn phải lo lắng về việc thức dậy vì lạnh vào ban đêm nữa. Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết. Họ phải bắt đầu nghĩ cách để lấp đầy cái bụng của mình. Trong thời gian qua, họ chỉ cãi nhau hoặc xây nhà. Nếu tiếp tục đói bụng, e rằng cơ thể sớm muộn gì cũng có vấn đề. Nhưng thức ăn duy nhất họ có thể tìm được cho đến nay là cua và giun đất. Jenny trực tiếp tóm lấy giun đất nhét vào miệng. Cô phải nuốt nó dù đã cố kìm nén cơn buồn nôn, tưởng tượng như được ăn mì. Cứ tiếp tục như thế này là không ổn. White và Jenny bắt đầu chế độ tuần tra. Trời sẽ đền đáp người có tâm. Jenny thực sự đã nhặt được một con chim chết đuối dưới nước, đặt hai người họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Điều gì sẽ xảy ra nếu có bất kỳ mầm bệnh nào trên con chim này? Khi đó mọi sự kiên trì của họ suốt nửa tháng qua sẽ uổng phí. Lần này là White đã mất trí trước. Anh ấy đói đến mức mắt anh ấy đầy sao?
không suy nghĩ nhiều và nhìn món nướng thơm lừng. Mắt Jenny chỉ nhìn thẳng vào thịt. Loại vi trùng nào không phải là vi trùng? White cầm lên và cắn một miếng lớn. Jenny cũng bắt đầu ăn uống vui vẻ. Vị thịt ngon ngọt. Với sự ban phước của protein này, ngày 21 đến trong chớp mắt, cả hai chuẩn bị di chuyển về phía điểm tập kết. Nhưng một cơn mưa lớn bất ngờ đã nhốt họ ở đây. May mắn là nơi trú ẩn không bị dò gì, nếu không nó sẽ thực sự sụp đổ. Sau khi trời tạnh, cả hai quyết định lên đường ngay. Trước khi rời đi, họ đã ăn một ít rau rừng. Nhưng Jenny lại bị viêm dạ dày ruột. Jenny nằm xuống nghỉ ngơi một lúc trước khi quyết định rời đi. Cuộc hành trình này rất khó khăn đối với họ. Cơ thể của Jenny không thể chịu đựng được nữa. Ngoài ra, trời vừa mưa và mặt đất trơn trượt, hai người loạng choạng suốt một ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy đường chính. Cả hai nhanh chóng chặn chiếc xe bán tải chạy ngang qua. Bây giờ họ có thể về nhà và bổ sung protein. Sau 21 ngày bị tra tấn về tâm lý và thể xác, White đã giảm tổng cộng 16 kg và Jenny cũng giảm được 10 kg.